Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947640046. Đầu tiên sẽ là câu hỏi về toán học. Một chút. Mau đi học không? Mau đi học. Chưa tốt nghiệp lớp 12. Có vừa đạt tòa săn chưa tốt nghiệp lớp 12 đấy. Giới thiệu qua với mọi người nhá. Mau đi. Tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3, loại gì không biết, miễn là có bằng. Đấy. Tiến Vượng cũng thế. Thế Nhâm tốt nghiệp đại học xây dựng. Wow. Đấy, bằng đỏ nhá. Còn Đạt Tòa Săn là rốt, đi theo đi châu. Học chưa hết lớp 12, tức là lớp 12 cái là chuẩn bị thi tốt nghiệp là ông biết tự lượng sức mình, thế nên là không thi nữa. Không chơi với học sinh. Rồi. Ok, bây giờ là sẽ là câu hỏi toán học nhá. Căn bậc 2 của 16 bằng bao nhiêu? 8. Ấy từ từ thằng Dũng mà. Bây giờ đến thằng Dũng trước. Nào, căn bậc 2 của 16 bằng bao nhiêu? Hả? Phải ngang cái ra. Rồi. Căn bậc 2 của 16 bằng bao nhiêu? Căn ngu kìa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quay tay đi. Cầm cửa lại. Anh ơi, nhìn tượng kìa. Anh ơi, tao lừa tí nào. Không được thò tay ra cái. Căn bậc 2 của 16 bao nhiêu? 2 cộng 2 bằng 4. Tiếp tục. Câu hỏi khác chứ. Vâng, hả? Bây giờ sẽ thay đổi câu hỏi khác. Ai trả lời được thì mới thay đổi câu hỏi khác. Vẫn toán học nhá. Không. Không, cái đèn đặt sao đó. Không biết gì đâu. Đèn đi học thì nó chép bài. Đồ toán học. Thế vẫn là toán học nhá mọi người nhá. 1 cộng 1 bằng 2. Căn bậc 3 của 27 bằng bao nhiêu? 9. Căn bậc 3 của 27 bằng bao nhiêu? Trả lời nhanh đi không hỏi cái. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ai ơi. Ai. Cái này con không biết đâu lấy trùng nó trùng đây. Không em đọc kết quả mà. Cắn lại đi, cắn lại đi. Thôi được. Đây này, nhìn đây này. Được, rất xong. Cắn bậc 3 của 27 bao nhiêu? 6. 6 rồi. Cắn gì nó rơi mất. Phải nói chung là ít nhất được 3 lần. Chuyển sang văn học đi. Chuyển văn học. Đúng rồi, trả lời được á. Thôi. Văn học kia lý. Cắn bậc 3 của 27 bao nhiêu? Hả? Trường văn học gì? Siêu nhỉ? Văn học gì? Bằng đại học gì thế? Bây giờ mà sẽ có một câu hỏi văn học nhá. Chuyện Kiều của tác giả nào? Nguyễn Du. Được. Anh hỏi em của chị Kiều là ai đi? Không được, nó đấy là nó trả lời được. Đến báo đệ nhá. Văn học gì? Những người khốn khổ của tác giả nào? Quên mất rồi. Đấy, quên. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Anh lại Nguyễn Du. Thằng này đó. Du. Đấy, có được tí nào đâu. Được. Sao biết rồi? Trả lời luôn. Ba, anh hỏi. Tiến Vượng. Sao lại dễ? Đuổi thế giới, thì phải trả lời nốt. Anh em thích văn học thì cho văn học. Đây ra tên rồi. Những người khốn khổ của ai? Nghe rồi mà không nhớ. Đây tao nhớ rồi. 10, 9, 8. Của nhà nghèo. Đây là cận kề con tay đấy. Cận kề cái chết hai lần. Nhấm. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh.
Armando Lotti. Hết thí sinh rồi, không ai trả lời được đúng không? Quân Victor Hugo, những người khốn khổ. Định vòng này nhá. Đúng đó, hết. Đầu tiên là giải cũng hết rồi mình. Phải đi vòng bên kia đây. À rồi nhỉ? Phải đến nốt ta. Là tờ săn mày đấy. Tiếp tục. Một câu về gọi là gì nhỉ? Khoa học đi. Trí tuệ đi, trí tuệ. Ờ, trí tuệ đi. Trí tuệ đi. Không phải trí tuệ một cộng một bằng mấy đâu. À, bây giờ nhá. Mặt trăng hiện là thuộc sở hữu của nước nào? A. Trung Quốc. B. Mỹ. C. Việt Nam. D. Singapore. Mỹ. Mỹ này. Ông. Mỹ này. Mặt trăng hiện thuộc sở hữu của nước nào? A. Trung Quốc. Toàn thế giới. B. Mỹ. Chơi tiểu xảo, chơi tiểu xảo. Luôn. Có bốn đáp án mà lại còn trả lời đáp án khác. Thế đi thi có ABCD có ghi vào đáp án khác không? Phát này là dụng. Thế cái đâu? Phát này dụng rồi. Trả lời luôn. Trung Quốc. Trời ơi. Trung Quốc à? Anh lên được không? Lên được. Lên được không đấy? Lên được. Mới chó. Cứ quăng pháo xuống, quăng pháo xuống. Quăng cho anh em lao. Lên được mới em ơi, em chạy mới chó. Rồi, một người bị loại. Đấy, chàng. Mặt trăng thuộc sở hữu của nước nào? A. Việt Nam. Nên nhớ là câu hỏi trí tuệ em này. A. Việt Nam. A. Trung Quốc. B. Mỹ. C. Việt Nam. D. Singapore. Ta còn nói là Việt Nam là của chúng mình nhỉ? Trời ơi. Chính xác. Việt Nam này. Ai? Không nhớ. Biết bốn câu hỏi thì anh trả lời hết ba rồi thì còn một câu gì trả lời ba gì? Vừa mày trả lời một là. Thì Dũng trả lời thứ hai. Dũng nó không trả lời. Dũng nó có trả lời đâu? Thế có hỏi trịnh tuệ. Tuệ. Tại sao là mặt trăng của Việt Nam? Trung thu. À không. Có nghe câu ai mua trăng tôi bán trăng cho. Ui hàn mặc tử của Việt Nam nó. Của Việt Nam thì hàn mặc tử mới dám đem đi bán. À, Đạt bây giờ sở trường nhất về lĩnh vực gì? Cái gì thì anh hỏi em trả lời. Bây giờ hỏi Đạt còn săn con nhà ai thì chắc là chắc chắn nó không biết đâu. Nào, Tiến Vượng lên đây nào. Anh em mỏi quá. Ê, mỏi thì có thể xuống tắm cho mát. Cậy quánh mới nạp đây. Hâm nhẹ quá. Câu hỏi tiếp theo dành cho Đạt cho săn. Có mấy câu hỏi này nhỉ? Có 3 câu. Thêm lĩnh vực khoa học đi. Khoa học, ok. Khoa học, ok. Ok. Cậu nào có khó hoặc là mỹ thuật được. Mỹ thuật à? Mỹ thuật là khoa học nhá. Ai là người phát minh ra bóng đèn? Ui, đố biết. Ui giời ơi, Hồ Chí Minh cái gì à không? Nhanh quên mất. Đấy, rất là đơn giản rồi. Quên rồi. 8. Quên rồi. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Ai là người phát minh ra bóng đèn? Biết. Không biết. Ai không được đấy, bước chân lên trên ngả người ra. Chơi bẩn à? À. Chơi đi không? Không. Câu này dễ mà. Em gọi điện cho người thân. Không có. Gọi điện cho người thân. 10 9 8 7 6 5 4 chân điện. Điền này. Không. Cảm ơn tí nữa. Rách rồi. Rách rồi thì người chưa vào trước. Nhưng mà nó nhẹ nhá. Nó nhẹ. Thằng này nó nhẹ nhá. Ai là người phát minh ra bóng đèn? Công ty răng đống. Đâu nhưng mà. Cái này mình dụng rồi. Tam biết nhé, người anh yêu. Hết vòng câu hỏi đấy rồi đúng không? Chuyển sang câu hỏi khác về lĩnh vực có thích chắc chất thống kê không? Đang làm trả dụng. Một câu hỏi đơn giản nhé. Mỏi tay quá. Trả lời trong vòng 5 giây nhé. Đơn giản trả lời trong vòng 5 giây nhé. 13 cộng 25 bằng mấy? 1 38 2 Một câu hỏi đơn giản nhé.
trả lời trong vòng 5 giây thôi nhá. Mười lăm cộng 27 bằng mấy? 1, 2. Tôi đây. Lại một câu hỏi đơn giản nữa nhá. Khó đi. Không, đơn giản thì phải đơn giản đều. 17 cộng 17 bằng mấy? 34. Rồi. Chuẩn bị tạm biệt nhé, người anh yêu anh chúc em vui bên người. Không ai máu giải thưởng, giải thưởng vẫn còn đây đây. Ôi, mỗi cắn này từ lúc không được gãi. Đến đây cơ mà. Gạt tỏ săn có muốn nói gì chăn chối không? Anh em đã xuống rồi mới chăn chối. Tại sao 4 chia 3 bằng 2? Hả? Không chơi nói thế đâu nhé. Tại sao 4 chia 3 bằng 2 nó có 2 đáp án cơ? À, ủ dưới tàn đá. Có 2 đáp án cơ. 10 9 8 7 6 4 không chia hết cho 3. 5 không đúng. 4 3 3 2 1. Tại là bóng 19. Trước 1. Trả lời đi. Anh ơi, nộn đi, cho xuống luôn. Nộn đi, cho xuống. Sau khoảng tầm 15 phút thì đã tìm ra người thắng cuộc nha mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ xuống trao thưởng cho người giành chiến thắng nha mọi người nhá. Nỗ ảnh sang cướp này. Mất cái tổ luôn. Mất tổ rồi. Thôi. Ok nhá. Người chiến thắng hôm nay đó là Thế Nhâm. Căn bản là Thế Nhâm tốt nghiệp đại học nó khắc bọt lắm. Cảm ơn công ty Trần Đại Trời nhá. Bên này thằng cấp 3 mà cũng vẫn chỉ bằng cái thằng thế ai đâu. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh ủng hộ anh em mình nhá. Cảm ơn mọi người.